ra em chưa thể cụ thể tiết lộ rằng em sẽ đi đâu và ở một đội bóng nào, nhưng mà em chắc chắn là em sẽ mong muốn là sẽ được thi đấu ở một cái môi trường cao hơn để làm sao mà mình có thể được thử thách bản thân mình, tích lũy và cũng như là trải nghiệm để có thể học hỏi được nhiều hơn nữa. Cái việc mà em chấp nhận thử thách đấy đã là một thành công đối với cá nhân em. Còn cái việc mà câu chuyện mà có được thi đấu hay không hoặc cái việc mà mình thích nghi như thế nào thì đấy là câu chuyện của tương lai và mình sẽ phải thể hiện rất nhiều. Thời điểm đầu thì chưa, nhưng mà anh nghĩ rằng nếu có cơ hội thì cũng mong muốn rằng bố mẹ sẽ được cùng mình tận hưởng cái không khí đó. Để thích nghi điều kiện cũng như là hoàn cảnh cũng như là về ngôn ngữ mọi thứ thì đối với một cầu thủ chuyên nghiệp thì không quá khó đối với cá nhân em cũng như là tất cả các em cũng như là đi đá đội tuyển thì cũng đã phải thích nghi với múi giờ và thích nghi với mọi nơi. Em nghĩ là như vậy thì Hải nghĩ rằng là mình cũng sẽ không mất thời gian gì để làm quen với điều này. Trước đây thì Hà Nội cũng đã tạo điều kiện cho cầu thủ là có thể học tiếng Anh và Hải nghĩ đấy là một điều rất là tốt cho các anh em cầu thủ. Hải thì đang tích cực để trao dồi kiến thức, chỉ hậu đâu mà tất cả các anh em mà đã từng xuất ngoại nữa thì có rất nhiều kinh nghiệm, có rất nhiều những bài học và Hải luôn luôn lấy những bài học để đúc kết lấy đấy là kinh nghiệm cho mình để làm sao mà mình có thể học hỏi, tích lũy, phát triển cách theo đúng định hướng của mình.